Chiều nay, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, làm trưởng đoàn. Đoàn công tác Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bình Dương trên cả ba mặt: chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nổi bật, hội đã phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng địa phương, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương và địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, đề nghị Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết 13 của Đảng, nghị quyết Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tạo chuyển biến tích cực hơn trong các hoạt động hội. Cùng với việc chăm sóc chu đáo đời sống vật chất tinh thần người cao tuổi, hội tiếp tục chú trọng mở rộng câu lạc bộ các loại hình để người cao tuổi tham gia sinh hoạt, đưa phong trào tuổi cao gương sáng đi vào chiều sâu, tạo sức tác động mạnh mẽ đến các phong trào do địa phương phát động. Ngày mai, Hội Người Cao Tuổi tỉnh sẽ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đề nghị, cùng với việc tổ chức thành công đại hội, Hội Người Cao Tuổi tỉnh đưa ra nhiều chương trình hành động thiết thực, xây dựng hoạt động hội hướng tới chất lượng cao hơn, xây dựng và nhân rộng các phong trào, các cuộc thi dành cho người cao tuổi hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho người cao tuổi ở địa phương.